cà tím nướng dầu hành, thấy vậy chứ món này ngon lắm nha. Chiều á chồng mình đi làm về rồi nè, tới nhà bỏ cái áo xuống là thấy ổng bận rộn liền sắp xếp nhà cửa cho ngay ngắn là một xíu. Bữa nay ổng không có nhào vô nấu ăn liền, tại vì á cũng có một số đồ ăn lót bụng nè, nên là từ từ mình nấu cũng được, không có sao đâu. Cái bịch bánh đa này nè, bữa mình nói chồng mình mua 4 cái 30 ngàn, mà mình thấy đa phần mấy bạn chê mắt nói gì mà 4 cái 10 ngàn hả. Không biết phải loại này không nha, loại này là có nước cốt dừa nữa, mình thấy béo hơn cái loại bình thường á. Chồng mình á đang đứng canh để chiên cá, chưa kịp để cho gáo nữa là ông chiên rồi, bởi vì ông né quá chừng, đâu có dám sáp sáp lại gần đâu, đứng xa xa gan hỏi cái yoga vậy đó. Còn cái nồi chiên không dầu á thì mình đem ra ngoài hành lang để nướng cà tím một hồi ăn với dầu hành á. Mà mình thấy khi mà mình nướng cà tím á, mình nên thọt cho nó mấy lỗ để không á một hồi nó làm bụp bụp trong cái nồi chiên không dầu á. Hồi nhỏ mà ăn cái món cà tím này nè là mẹ tàn nướng trên lò than không à, nấu cơm xong bằng củi á cái còn dư than cái mình bắt lên mình nướng. Còn bây giờ á đi làm xa quê ở trọ thì cơm củi đâu mà ăn, bỏ vô cái nồi chiên không dầu cho nhanh gọn lẹ. Chồng mình á thì đang cắt hành để hồi mình làm dầu hành á, đáng lẽ phải gọi món này là cà tím nướng mỡ hành mới đúng, mà tại vì á mình đâu có làm bằng mỡ đâu. Hồi trước ở dưới quê thì mẹ mình hay thắng mỡ để dành ăn, chứ trên đây thì mình toàn ăn dầu ăn không à. Đang pha nước mắm chua ngọt á mà tự nhiên chai nước mắm nó hết, hên á là nhà mình có dự trữ mấy cái đồ niêm này nè, hết là đi xuống lấy có liền. Không biết là mọi người pha nước mắm chua ngọt như thế nào, thường á thì mình không có băm tỏi đâu, mình sẽ đâm tỏi ra, tại vì á mình thấy khi đâm tỏi nước mắm của mình nó sệt, nhìn nó ngon hơn. Còn tỷ lệ gia vị hầu như là mình một tất cả luôn, một mắm một đường một nước một chanh, còn bột ngọt á hả mình để xíu xíu vô thôi. Đây nè mình chuẩn bị làm dầu hành nè, nhìn cái tô hành của mình ứ hử quá ha. Bạn nào mà không ăn hành được nhìn vô chắc cũng hơi sợ đó hả. Mình cho gia vị vô hành hết trơn á, xong mình đem dầu nóng ra mình đổ, làm như vậy mình thấy hành nó còn xanh ngon hơn. Hồi nãy hả chiên cá giờ làm dầu hành ở bãi nhà hả nó tùm lum dầu hết trơn á, lau sơ sơ cái đi rồi mình tính tiếp ha. Cà thì cũng nướng chín rồi, chồng mình đem vô gỡ vỏ ra, phải lấy cái đồ kẹp mới được chứ cái này nó nóng lắm đó nha mấy bạn. Hồi trước chưa có nồi chiên không dầu là nhà mình không có ăn cái món này đâu, nhưng mà từ khi sắm được cái nồi chiên không dầu rồi ha, là một tháng phải ăn nhiều khi mấy lần đó. Bữa nay mình lố tay mình để hơi nhiều dầu rồi, ta nói hả có 3 trái cà hả, mà cái tô dầu hành muốn bằng cái dĩa cà luôn. Mình nó có niêm gia vị vô cái dầu hành này nha, chứ không mà lạc nhách ăn xào nổi. Đây là chân dung em nó, mà sao giờ nhìn lại nó dầu dữ vậy ta, nhưng mà không sao đâu, ăn vô vẫn ngon. Bé này qua chúng ngày có lộc ăn rồi ha. Cá điêu hồng hồi nãy chồng mình chiên tươi à, chứ không có muối gì hết, nên là làm nước mắm chua ngọt ăn chung cho nó vừa luôn á. Chồng mình thì đang coi em công chúa cho hai đứa mình ăn trước, rồi chừng nào em á thì ổng xuống ổng ăn. Cá nồi canh hồi sáng á mình nấu để trưa mình ăn vẫn còn nè, hâm lại cho nóng á rồi đem xuống ăn luôn. Rồi lúc này là em công chúa chịu nằm yên là chồng mình đi xuống ăn chung luôn, chứ mà người ăn trước ăn sau gì chứ không có vui đâu. Chồng mình á thì hay vẽ đồ ăn cho mình, mấy bạn cũng biết rồi đúng không, ở nhà trọ này cũng vậy, về nhà mình cũng vậy, hay là về nhà ba mẹ chồng mình cũng vậy à. Rồi tới khúc này là ai ăn sao rửa chén nha. Không làm đồ ăn bữa nay là vừa hính luôn, không có bị cù lại. Mọi người xem cái tóc mình vậy nè, hồi đó giờ nó cứ bị hói ở đây, rồi làm sao cho nó đỡ hơn bây giờ ta. Đó ai biểu ăn sao còn chi rồi giờ rửa chén thấy không, nói chơi chứ mình cũng có dành rửa đó, mà chồng mình nói thôi ẩm em đi để ổng làm cho.